Ơi, trong cái hồ này lộn xộn quá, mình không có thấy được con cá rõ nên mình sẽ vớt. Đó mình bị chìm dễ thương quá trời luôn. Quá dễ thương luôn, nó có màu xanh. Xanh dương nó có màu xanh. Chào cả nhà nha, tiếp tục trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái em cá mới tại tiệm cá cảnh Thái Bình ha, là Phượng Hoàng Ngũ Sắc. Đó, cái mình con này là màu xanh nhưng mà cái đuôi nó hơi đỏ đỏ nè mọi người. Cho nó xuống nước một tí nè, nó xè ra, tại con này nó bơi trong cái hồ này lộn xộn quá, mình không có thấy được con cá rõ nên mình sẽ vớt lên cho mọi người xem ha. Con cá Phượng Hoàng Ngũ Sắc này nó ăn nó no, là nhìn cái bụng nó khá là to và tròn luôn á. Đó, tại dưới đây là bạn sử dụng buổi tối, là tại tiệm cá cảnh Thái Bình lúc nào cũng có cái hệ thống đèn đó là lung linh lấp lánh đó mọi người. Phượng Hoàng Ngũ Sắc nhìn nó quá đẹp luôn đó mọi người. Đây, hai cái vây ở dưới của nó cũng là màu đỏ xanh đó kìa. Có cái mình nó màu xanh dương ánh lên rất là đẹp luôn mà. Ví dụ cái đuôi nó có nhiều chấm kim tuyến. Phượng Hoàng Ngũ Sắc nuôi lộn xộn trong cái hồ này chưa. Phía trước này mình thấy bạn có để lồng với con chim chữ đó mọi người. Tối mấy bé chim dễ thương quá trời luôn. Thì nó thay vì nó nằm trên cái cây nó bay lên tới trên đỉnh lồng luôn. Này mấy con chim yến, chim yến phụng. Buổi tối mình thấy nó kìa, nó bò lên cái lồng nó ngủ. Quá dễ thương luôn, có con màu xanh xanh dương, có con màu xanh xanh lá cây, có con xanh dương. Có con này đứng trên cây nó dễ thương quá. Ở đây mình thấy bạn mới bán mấy con rồng Nam Mỹ nhỏ nhỏ là mọi người dễ thương vậy ha. Đó, cái đầu nó còn hơi màu cam cam kìa. Tối nè, tối này nó nằm trên một cái cây như thế này nha. Nhưng mà bạn nuôi một cái lồng ở này nè, hai con nha mọi người, con sau với con trước nè. Nó nằm trên, để bạn để hai cái cây nhưng mà nó chui qua bên kia, nó nằm ở trên rồi, nó nằm có một cây nè. Quá dễ thương. Đây mình thấy bạn để cho nó ăn cái gì ta, ăn cái cải mọi người, với nước sạch cho con này nó ăn uống. Tiếp tục trong video ha, mình sẽ giới thiệu đến mọi người những cái em dòng cá rẻ tiền shop cá cảnh Thái Bình ha, mấy em cá sim thôi. Con này dạng rẻ thôi mọi người, giá mềm cho mấy bạn học sinh mua thôi, không có quá mắc ha, đủ cho mấy bạn học sinh nhỏ nhỏ mình thích thú thì bạn ghé mua ủng hộ. Cá này cá nhỏ nó rẻ tiền, nhiều dòng lắm nha, con lớn có, con nhỏ có, rồi có con này đai rồi.
có con này đẹp, con này giống như muối tiêu. Cái hàng trên này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái mấy con cá tướng mọi người. Thái đây có mấy con cá nó bị đã chết rồi Thái, nó bị bệnh rồi nè. Con này nó chết queo rồi nè. Cái con này nó anh thấy nó bị bệnh, nó bị chốc. Gì hả? Lắm rồi nó mới chết con đó. Beta nha cả nhà. Tối đằng đây khu này vui quá ha, sôi động ghê luôn. Tối đi ra là nghe nhạc sập sình sập sình. Hướng con cái chép to như cái tối nó đói bụng hay gì á, nó bơi lên mặt nước hết trơn rồi. Một cái hồ cá chép ba đuôi. Đây mới có cái này dễ thương quá. Khùng khù kìa. Thuyền cá này rất là đa dạng. Bước qua bên đây cho mọi người xem lại mấy cái em cá. Cái này là cá sặc xanh. Cá sặc xanh. Cá khác nó nguyên một cái hồ cá ở dưới này đó nè. Những em sạch xanh tối chịu bơi tung tăng ra trước. Cá sạch xanh đây, có mấy con cá mập trắng hả, kim cương, két rồng, hoàng tử châu Phi. La hán siêu to. Đây là tùng, là trùng chỉ với gông trứng đó mọi người. Wow, cho mọi người xem nào, bảo đảm mọi người thích luôn. Cá thủy sinh con đó mọi người. Đây kèm cá Abi vàng. Yellow centrum. Két. Đây có mấy con cá là hán. Ủa con cá dĩa. La hán nè mọi người. Đây bạn nuôi rất là nhiều la hán luôn. Đây nuôi một cái thùng cá gọi là cá bảy màu. Bảy màu mình dạng bảy màu con bạn nuôi không vậy. Cho nó sinh sản xong rồi bạn
tách nó ra một cái thùng xốp như thế này ha. Nó là nó sẽ bự như thế này rồi. Đó, nhìn thấy cái thương nha. Bên này có một cái thùng nữa nè. Đó, cái con nó bu lại đây rồi. Đây bạn để trong gông. Gông vô cái nó chui vô gông á. Gông đuôi trồn. Tình cá của bạn mình thấy rất là đa dạng luôn. Mọi người mà có thích mua ủng hộ thì có thể ghé tiệm cá cảnh Thái Bình nha, cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh, đồ lỗi cái thiêu mình vào mọi người, đối diện hủ tiếu Trân Bình đó. Nhìn qua mình sẽ thấy chỗ đồ lỗi cái thiêu, mình chạy vào đối diện hủ tiếu Trân Bình ha, có tiệm cá cảnh Thái Bình. Đối diện hủ tiếu Trân Bình sẽ là cá cảnh Thái Bình nha mọi người. Quá đẹp luôn. Tuyệt phẩm. Quên ra đây tiếp tục giới thiệu cho mọi người xem mấy em cá bảy màu. Cái bảy màu con để ra đây nè. Bảy màu này bảy màu bố mẹ nên là bảy màu con nè. Cái màu con nó đẻ ra đây nè. Đó, bảy màu con nó lồi ra. Gòn. À, có con ốc táo giờ nó lội kìa mọi người. Là ốc táo. Nguyên một cái đàn cá thủy sinh bảy màu. Giá khá là mềm nha mọi người. Lutubat. Đây có bán chuột luôn á mọi người, quá trời chuột luôn ha. Đó, con chuột nó tập thể dục kìa. Tập thể dục xong rồi nó ngưng kìa. Quá đẹp. Đây mình quên giới thiệu đến mọi người đó, đây bán có đầy đủ thiết bị về cái lồng nuôi ha, chuột hamster ha, cái nhà cho nó, mấy cái bình nước ha, hoặc là thức ăn luôn thì bán có đầy đủ hết luôn. Cái này bạn cũng công khai giá luôn nha mọi người, cạnh tranh lành mạnh ha, chơi giá luôn, ai tiệm nào muốn bán sao bán, nói chung là bạn rất là thoải mái, rất là vô tư. Những cái hộp đây, trong mấy cái sản phẩm này thì bạn có bán thêm mấy cái sản phẩm mà bên mình, cái lớn cái nhỏ, mấy cái này là để hút trùng chỉ với thức ăn này cho cá ăn đó mọi người. Cái gói này là omega ha, thức ăn cho cá. Mấy cái sản phẩm này là đầy đủ hết luôn, đặc là bán mấy cái hòn đá đá màu, mấy cái chậu này nhỏ nhỏ dễ thương quá ha. Mấy cái sỏi, mấy cái thang nữa nè. Lướt qua một vòng thấy tiệm cá rất là bắt mắt luôn. Buổi tối đặc biệt là dưới ánh đèn. Dưới ánh đèn led. Quá đẹp, quá đã. Quá đa dạng sắc màu. Tiệm cá của bạn gồm chia gồm mấy khu,
Rất là đẹp luôn. Cánh bườm nữa nè. Mình thấy đây cái mẫu nào cũng có. Cái này là mấy cái loại thuốc trị bệnh cho cá. Đèn led. Ở đây để tiện cho huyện quản lý thì bạn này có điều có lắp camera ha.